mỗi khi có đại hội nhiệm kỳ của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, đội ngũ con cái cán bộ được gọi là dự bị của đảng cầm quyền thì chủ trương đầu độc tuổi trẻ Việt Nam lại hiện ra rõ nét hơn bao giờ hết. Bằng chứng đã thể hiện trong dự thảo báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đoàn khóa 10 đang được thăm dò ý kiến để chuẩn bị cho Đại hội Đoàn Toàn quốc lần thứ si tại Hà Nội vào giữa tháng 12 năm 2017. Tin của tổ chức này cho biết sẽ có khoảng 1.000 đại biểu, đại diện cho hơn 7 triệu đoàn viên cả nước sẽ tham dự đại hội để bầu ban lãnh đạo nhiệm kỳ 2017-2022. Nhưng với ngân khoản 551,505 tỷ đồng được nhà nước trao cho, như đã ghi trong dự án chi tiêu ngân sách năm 2016, tổ chức này đã làm được gì cho dân hay đó là khoản tiền được trả công làm tay sai cho đảng để họ thay thế lớp cha anh tiếp tục cầm quyền và hưởng bổng lộc, bị xua vào mù quáng. Vì vậy nhiệm vụ quan trọng nhất của Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Thanh niên Cộng sản, như đã được quy định trong báo cáo chính trị BCCT là phải rèn luyện để xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhưng lớp cha mẹ, anh em của đội ngũ dự bị này lại chính là lớp cán bộ, đảng viên có chức có quyền trong quá khứ và hiện nay, nên công tác chuẩn bị hành trang cho con cháu được ngồi vào chỗ người đi trước theo cách cha truyền con nối chẳng phải là chủ trương độc tài và lợi ích nhóm của đảng hay sao? Vì vậy không ai lạ khi thấy BCCT đã khẳng định đoàn viên luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng và con đường phát triển của đất nước. Phát huy truyền thống cách mạng, thể hiện rõ lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, có hành động thiết thực, cụ thể vì cộng đồng. Như cộng đồng của dân hay của đảng, trong vai trò nối gót của lớp thanh niên được gọi là hạt giống đỏ ưu tú của đảng trước đây và bây giờ. Những người này không phải của dân, vì dân không đẻ ra hạt giống đỏ để làm theo lệnh đảng chống lại cuộc đấu tranh chống tàu cộng xâm lược Việt Nam trên mọi lĩnh vực của đồng bào yêu nước. Bằng chứng đã có những đoàn thanh niên nam nữ mặc đồng phục xanh, nối tay nhau xếp hàng chống các cuộc biểu tình chống tàu cộng tự phát của người dân ở Hà Nội và Sài Gòn từ 2007 đến 2012. Cũng lớp người trẻ làm con thiêu thân cho chế độ này đã từng ăn mặc phản cảm nhảy múa lố lăng trong điệu nhạc ngoại lai tàu trước kỳ đài Lý Thái Tổ cạnh Hồ Gươm chống người dân truy niệm 74 chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã bỏ mình chống quân tàu đánh chiếm Hoàng Sa năm 1974. Và 64 người lính quân đội nhân dân đã hy sinh chống quân tàu ở Trường Sa năm 1988. Cũng đội ngũ thanh niên, thiếu nữ phản động này còn cả gan tham gia chống những người biểu tình vào mỗi tháng 2 hàng năm, truy điệu trên 40.000 chiến sĩ và đồng bào đã hy sinh trong cuộc chiến biên giới phía Bắc chống tàu cộng xâm lược trong các năm 1979-1990. Những hành động phản quốc này, ai cũng thấy đã làm nhục quốc thể và xúc phạm nặng nề đến vong linh các chiến sĩ và đồng bào, nhưng lãnh đạo đảng CSVN vì sợ tàu nên dửng dưng và còn cho công an và công an đội lốt côn đồ đàn áp nhân dân yêu nước. Vậy mà đội ngũ lãnh đạo đã bị đảng nắm đầu của TNCS vẫn không biết hổ thẹn để khoe đã hoàn thành các nhiệm vụ, giáo dục chủ nghĩa Mác, Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tuyên truyền, học tập các nghị quyết của đảng, của đoàn được triển khai với nhiều hình thức sáng tạo, như học tập trực tuyến, thi trắc nghiệm, thi tự luận trên Internet, xây dựng phim ngắn, bản đồ tư duy tuyên truyền, phổ biến nghị quyết, các đợt sinh hoạt chính trị, con đường cách mạng của thanh niên thời kỳ mới. Tự hào tiến bước dưới cờ đảng, tự hào tuổi trẻ thời đại Hồ Chí Minh, nhớ về Bác lòng ta trong sáng hơn và hội thi Ánh sáng soi đường đã thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên, sinh viên tham gia, được dư luận xã hội ghi nhận. Trong nhiệm kỳ, trên 30 triệu lượt cán bộ, đoàn viên, thanh niên được học tập, quán triệt nghị quyết của đảng, của đoàn và lý luận chính trị. Nhưng những thành tích, quái đảng này có gì mới hơn những điều họ đã được đảng nhồi sọ từ năm 2010 trong bài học thứ nhất về chủ nghĩa Mác, Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của đảng và của cách mạng Việt Nam. Các đoàn viên TNCS cũng phải học tại sao cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ ra đời năm 1991 đã khẳng định đảng lấy chủ nghĩa Mác, Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động. Tài liệu của đảng bảo đám thanh niên ngây thơ rằng đây là kết luận rút ra từ kết quả tổng kết sâu sắc thực tiễn lịch sử của đảng và của cách mạng Việt Nam trong suốt quá trình cách mạng từ khi thành lập đảng đến nay. Đó là một quyết định có tầm lịch sử quan trọng thể hiện bước tiến trong tư duy lý luận của đảng ta.
đảng CSVN lại nói dối thanh niên rằng đến đại hội đảng YX thì đảng và nhân dân ta quyết tâm xây dựng đất nước Việt Nam theo con đường xã hội chủ nghĩa trên nền tảng của chủ nghĩa Mác, Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Từ ngày đảng CSVN ra đời năm 1930 đến nay, chưa hề bao giờ nhân dân được đảng hỏi xem có muốn theo chủ nghĩa cộng sản không, cho nên bảo dân cũng quyết tâm với đảng là bịa đặt. Do đó, bài học cho rằng, vì vậy, việc nghiên cứu, học tập để nắm vững, biết vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác, Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nhiệm vụ và trách nhiệm hàng đầu của mỗi cán bộ, đoàn viên và thanh niên Việt Nam. Còn ai du học? Nhưng học tập và nghiên cứu thứ chủ nghĩa đã bị nhân loại vứt vào sọt rác để làm gì trong hoàn cảnh Việt Nam ngày nay? Đó là lý do đã có không ít cha mẹ, anh em và dòng họ của TNCS biết khôn ngoan, tự diễn biến và tự chuyển hóa để tìm đường thoát thân cho con cái bằng con đường du học. Báo chí Việt Nam đã cho biết, theo nhóm công tác giáo dục và đào tạo thuộc Diễn đàn Doanh nghiệp Thường niên VBF 2015, Việt Nam hiện có hơn 110.000 học sinh du học với mức học phí từ 30.000 đến 40.000 USD mỗi năm. Điều này đồng nghĩa người Việt mỗi năm đang xuất khẩu khoảng gần 3 tỷ USD để có được nền giáo dục quốc tế. Song, điều đáng nói là Việt Nam hoàn toàn có thể giữ được phần lớn số tiền này ở lại trong nước nếu biết thu hút doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào giáo dục. Những con số này đã tự trả lời cho thắc mắc, nếu xã hội Việt Nam tốt đẹp và chủ nghĩa Mác, Lenin đem lại phồn thịnh và hạnh phúc cho dân thì tại sao Việt Nam phải gửi hàng trăm ngàn lao động trẻ ra nước ngoài kiếm sống và giúp gia đình? Trong khi đó, người dân cũng muốn biết tìm đâu ra tiền mà trên 100.000 thanh niên, thiếu nữ Việt Nam có thể du học với kinh phí mỗi năm bằng cả đời đi làm của một công nhân bình thường. Lừa dối biện bạch. Vậy thực tế đã nói gì về thiên đường cộng sản và giấc mơ Việt Nam? Người Việt Nam nào, kể cả đoàn viên thanh niên cộng sản, cũng biết tại sao nhân dân Nga và nhân dân các nước theo chủ nghĩa Mác, Lenin ở Đông Âu đã nhổ nước bọt vào chủ nghĩa sát nhân này từ 1989 đến 1991. Những người dân yêu nước, có ao ước được sống tự do và dân chủ ở các quốc gia này đã anh dũng đứng lên lật đổ cường quyền và hoàn thành cuộc cách mạng không đổ máu để thoát gông cùm cộng sản. Nhưng thảm hại thay, nhân dân và thanh niên Việt Nam đã không được phép tin như thế để vùng lên cởi trói mà phải tiếp tục cúi đầu chịu ách cai trị kìm kẹp của những người cộng sản giáo điều, bảo thủ và hà khắc. Đảng CSVN còn lừa dối thanh niên khi họ giải thích về sự sụp đổ của chủ nghĩa cộng sản rằng chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước Đông Âu sụp đổ do nhiều nguyên nhân, mà nguyên nhân trực tiếp là Đảng Cộng sản phạm những sai lầm nghiêm trọng về đường lối chính trị, tư tưởng và tổ chức, bắt đầu từ sự phản bội của người lãnh đạo chủ chốt. Chủ nghĩa đế quốc can thiệp vừa tinh vi, vừa trắng trợn, thực hiện diễn biến hòa bình ở Liên Xô và các nước Đông Âu. Sau khi phát ngôn hoang đường để tự cứu như thế, bài học của TNCS biện bạch rằng, sự đổ vỡ đó không có nghĩa là sự sụp đổ của học thuyết về chủ nghĩa xã hội. Không phải là sự sụp đổ của phong trào xã hội chủ nghĩa thế giới, bởi vì hiện nay một số nước xã hội chủ nghĩa vẫn đang tiếp tục đứng vững và phát triển. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 8 của Đảng đã chỉ rõ, lịch sử thế giới đang trải qua những bước quanh co. Song loài người cuối cùng nhất định sẽ tiến tới chủ nghĩa xã hội vì đó là quy luật tiến hóa của lịch sử. Trích bài học 3, đi lên chủ nghĩa xã hội, con đường mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn, ngày 28 tháng 1 năm 2010. Đó là luận điệu của những người mơ hoảng và hy vọng hão huyền để tự đánh lừa mình và lừa bịp những con người thông minh và tiến bộ Việt Nam. Cả thế giới bây giờ chỉ còn lại 4 nước cộng sản là Tàu, Cuba, Bắc Hàn và Việt Nam. Nhưng Cuba và Bắc Hàn vẫn đói nghèo và lạc hậu. Riêng Trung Cộng tự cởi trói từ thời Đặng Tiểu Bình 1977 để theo đuổi chủ trương cải cách được gọi là xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Hoa. Nhưng Đảng vẫn nắm quyền lãnh đạo toàn diện để đổi mới kinh tế nhưng không dân chủ hóa chế độ. Việt Nam cũng bắt chước làm theo đàn anh Tàu Cộng từ Đại hội Đảng Vi năm 1986 thời Tổng Bí thư Đảng Nguyễn Văn Linh với chủ trương đổi mới để thoát chết. Nhưng CSVN, dù thực tế đã làm kinh tế theo tư bản nhưng lại trá hình rêu rao, theo định hướng xã hội chủ nghĩa, tối như mực tàu để tránh xấu hổ với thế giới. Cũng giống như Tàu Cộng, Đảng CSVN đã giải thích với đảng viên dù đổi mới nhưng không đổi màu và hội nhập nhưng không hòa tan để tiếp tục độc quyền quyền cai trị và kiểm soát dân y hệt như Bắc Kinh. Vì vậy khi người CSVN rêu rao vô bằng cớ rằng lịch sử thế giới đang trải qua những bước quanh co,
song loài người cuối cùng nhất định sẽ tiến tới chủ nghĩa xã hội vì đó là quy luật tiến hóa của lịch sử, thì TNCS hay cố kiên nhẫn há miệng ra mà chờ sung dụng. Lý do vì từ khi đảng viết như thế năm 1996 đến 2017 là 21 năm mà ngay ở Việt Nam đã có rất nhiều đảng viên cộng sản đã sổ toẹt vào chủ nghĩa cộng sản ngoại lai và lên án lãnh đạo đảng tiếp tục độc tài, thiển cận để hại dân hại nước. Vậy thanh niên Việt Nam đã học được gì ở đảng hay lãnh đạo CSVN đã tìm mọi cách để đổ thuốc độc vào miệng thanh niên? Vừa rồi là bài viết có nhan đề Thanh thiếu niên bị đảng CSVN đầu độc như thế nào? Của tác giả Phạm Trần được đăng trên Dân Làm Báo. Xin mời nghe thêm đoạn trích khác của tác giả Kính Hòa trên đài Á Châu Tự Do. Chặng đường dài đó của đảng, theo Thiện Tùng là một chặng đường nhiều thất bại. Trên đường dài suốt 85 năm từ khi chủ thuyết Cộng sản du nhập vào Việt Nam 1930-2015, mỗi khi dương cờ hay áp dụng chủ thuyết, Cộng sản đều không thành công, nếu không nói thất bại thảm hại. Điều đó được chứng minh trên mỗi chặng đường, dưới cờ đảng, hai cuộc khởi nghĩa Xô Viết Nghệ Tĩnh và Nam Kỳ khởi nghĩa hồi thập niên 30 bị dìm trong biển máu, áp dụng học thuyết Cộng sản tiến hành cải tạo xã hội chủ nghĩa, gây thảm họa ở Bắc Việt Nam từ sau 1954 đến 1975, cải tạo xã hội chủ nghĩa ở Nam Việt Nam từ sau 1975 đến 1986, quyết giữ cái đuôi định hướng xã hội chủ nghĩa từ 1986 cho đến nay, nếu không cho là thảm họa thì cũng phải nói là tai họa. Thiện Tùng là một đảng viên kỳ cựu của Đảng Cộng sản qua nhiều thời kỳ và đã trả thẻ đảng từ năm 1986. Nhưng điều nhận định của Thiện Tùng không phải là điều mà những trang sử của đảng tuyên bố bấy lâu nay, là đảng đã lãnh đạo dân tộc Việt Nam giành độc lập và đưa chủ nghĩa cộng sản theo đảng là rất tiến bộ đến với dân tộc Việt Nam. Tiến sĩ Nguyễn Đình Cống cho rằng, những người Việt Nam theo đảng Cộng sản vì lòng yêu nước của họ, muốn đất nước độc lập, chứ không phải họ theo đảng vì chủ nghĩa Cộng sản. Tiến sĩ Nguyễn Đình Cống đặt vấn đề là hiện có những lời phê bình rằng có phải những người theo đảng năm xưa bây giờ chống lại đảng có phải là những kẻ phản bội hay không? Ông trả lời, khi biết ông cha đã nhầm đường, không lẽ chúng ta lại tiếp tục đi theo một cách mù quáng? Xin đừng ngộ nhận là ông cha đã hy sinh xương máu là nhằm tạo nên một chế độ độc tài như hiện nay. Làm con cháu mà không sửa được cái sai, cái nhầm của ông cha là loại ngu đần, tưởng là có hiếu nhưng thật ra là bất hiếu. Không sớm thì muộn, cách gì rồi dân tộc VN cũng giác ngộ ra chân lý và từ bỏ chủ nghĩa Mác Lê, cách gì rồi chế độ cộng sản cũng sụp đổ hoàn toàn, càng kéo dài nó ngày nào là có tội với dân tộc, có tội với ông cha ngày đó. Như vậy những người phê phán và vận động từ bỏ chủ nghĩa Mác Lê mới là người yêu nước, yêu dân thật sự, họ chống lại những giáo điều lạc hậu, chống lại sự toàn trị chuyên chính vô sản, chống lại bất công, tàn bạo và áp bức do Đảng Cộng sản gây ra, họ thật sự vì tự do và hạnh phúc của nhân dân, vì vậy họ mới chính là những người tiếp bước sự nghiệp và nguyện vọng của ông cha. Còn về việc uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây thì đó là lòng chúng ta biết ơn, tưởng nhớ, kính cẩn thờ phụng ông cha và các liệt sĩ chứ không phải là việc nối tiếp và phát triển những sai lầm, không thể là việc tôn thờ những điều dối trá, những tội ác của những kẻ đã lừa dối họ và đang tiếp tục lừa dối chúng ta. Mong các bạn trẻ tỉnh táo, tự suy nghĩ bằng đầu óc của mình, dùng thực tế để kiểm chứng, đừng bị mắc vào vòng tuyên truyền lừa dối. Cảm ơn quý vị đã luôn ủng hộ, đừng quên nhấn like, comment đăng ký kênh và chia sẻ video lên Facebook.